hơi cắn sờ, xôm bay phi khâu từng lái có cực khơi thả, dương ban a sai cho cô thằng linh nâng vừa phi một phật tục bàn, được lấy từ từ tu đi mòn, tu mà nung từ tu mà đặt nhà là bao phi khâu từng lái hơi, ban chui kia bao sầm ạt vì hìa riết chăm tí xâm rạp vơ thầy lưng phê dục hai phở của thoại vì khô tương lai cho tư bần bạc hồng sọc nốt tay mùi đồng bọn phở chẳng kìa nốt bếp mà đẹp cho tư rớt vì khô tương lai bà vã ra nà thả lô mê chá đô châm ràn tương lai có thoa mà ta nông lùm nơi nây mà nốt chá nè và mấy nguyên ca mình tha sụp cạc khắc cá mân tha sụp cạc rứa cò mân tha sụp lúc cạc làng hỏi lúc mà chắc tương lai có bây pháp hiểu mà chắc hiểu mà chắc nâng phơ phê sẽ chạy thoại trong cái này cứ Prasatma Prang Trung Prasamai Choi Top Nung Mahaba Lampi Thu Rạ Pi Praka Nung Nung Prasatma đi cứ quan hạ Thu Rạ Hoi Nung Vipassana Thu Rạ là Thu Rạ bên đây là hai thằng quan thẻ Thu Rạ cứ ca riêng dơ nơi thì cài mùi đây thì cài pi cái đây rất có chọc cô tu ba chân đạo cô cứ bật lại bình đẳng vì cài được không Prasatma đấy miên tạm bạn là chia mình cha cơ bản ông cư miên cầm pi pi khẽ đi cai mà chỉ mẹ đi cai sang yết tạ đi cai khot tạ đi cai ăn cốt tạ đi cai nâng cư chia đi cai được không Prasatma đấy hri ai bậc Phật vật chân đạo cư bật lại bày đoạn đấy bàn đo Pravit lấy Prasot nâng Pravithuam Kana đại bộ cua bàn sắp xa nơi đi cài riêng nơi đi cài đi hỏi hỏi trở trung chăm tục bậc ca sầm đây riêng tập đại đo nẹ tập tì nâng ấy được ai mua thà con thẹn thủ rạ là con thạ thủ rạ chấm nay ca đại 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 mới được cột tăng nơi ca o tư nơi ca son tư được không ăn tập hiệp đi nói ca bị cha ná nơi song kha là thoa tiền lại là chia được bao tay mình tiên chia túc chia nát ta nói tập hiệp này ba nhà mà đã lấy đồ phung phu chiều chiều là chấm ra đang nơi vị phật na đang ấy được ở chùa tha chiều vị phật na thủ đệ tăng nơi ca o tư son tư này song khai là thoa tương lai chỉ rút về từ địa sanh nhà song khai về nhiên chất chết từ sắc rút giật ná sập hiu vẹt nút còn tai chia sập hiu vẹt thoa hai sập hiu vẹt thoa nút miền ca ca đàng hai miền ca vị điên sạp son từ vinh chỉ thoa mặt đà chỉ đẹp miền pro cả đây nơi không ti sẽ na sẽ nặng đỏ ngập sầm lăng miền mốc chua từ đâu vị pa sẽ na phật phật tư làm bay ca rút phật chạm tục thủ đẹp nơi không phật tư sẽ na miền ti đi ai không cần ông phải thế ra phần niệm hạ khả tu phần tâm biến phật hiện hạ bộ phật bảo ông đôi chậm ra hiệu bảo ông nâng buộc nông ca để luôn nâng ai chắc hai mình ai bộc pin nơi quan thạ thủ đẹp cứ ca sắc xa điên sâu nâng nâng ca trơ truông ca bằng hạt bằng liên ca phua bằng ca sắc này nâng bàn tê có phần tế hiệu bảo ông ai nơi nông vị bạc sản là thủ đẹp nơi nông ca nốt của bàn อรัตถเนียพระสัมมาสัมพุทธดำใบอัตรองตรุงตรัสสัมได้ยมปีวิปัสสนาสุเรตระองก็ตรุงตรัสสัมได้พระโหดนะจับดาวมปีดาวปราบในกรรมฐานดอกประเทศนังโหดดอกเบี้ยอรหัตตพอลนั้นจิตติบมพดนะจับปีดาวพระโหดดอกอรหัตตพอลจิตติบมพดโครงการนกประเทศก็บานควายกับกลุ่มพระสัมมาสัมพุทธเลี้ยตือมวยเลือดอภิโคสลายทบสรุป ទៅកាន់តំបន់ជីដែនដើម្បីគង់ចាំវស្សាទៅដល់ស្រុកមួយនៅក្នុងតំបន់ជីដែននោះក៏ជាអ្នកដែលត្រាច់ចរទៅបិណ្ឌបាតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងណាពីព្រោះឃើញវត្តប្រតិមារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
nà ô ba sọ ba sĩ ca từng ôn hốt của ban biên lô dịch đầy trái ô của ban tu su lô thà lô vật chắc nâng từ tì đá của pra tha phụ ạc ma nâng thực thân tì đá chứ tì sập bài sắp tầm biên bậc cô chưa mừng đất ban phô lăng nâng ban đăng ca chứ ban nâng của ban phô lăng bọc bật lùm cha đo châm rán bà sân chìa lô vật chắc cổ bà ông cuông trăm bà xa nơi khôn tì ni sao phụ nhung bà ông thẳng lại nâng ạ nâng chỉ nẹ tăng nơi không xa đặt nạ nâng chỉ nẹ tăng sở thế nế chôn này chia một đất nâng chẳng xong bây tại không cán hô bị khô thường lai có miên dịch đây trẻ đi nâng cực nâng chất hà phụ dưỡng hà say trắc câu nẹ sọc nẹ phùm đừng hồn ní nâng ru nơi chỉ ti sọc sọc bài thèm tiên a chư nơi ti bằng phật nây dịch đây tốc nơi không trẻ sạch nà ní bàn thèm tiệt hồn nà ní cứ chia dịch đây trẻ đi rồi bọc bị khô thường lai đài bàn từ càng sọc nông vì có chữ ti chữ đặc là sau rạp dương đài chữ phụt bồ đề sạp phong bài hạ tư chữ này ca an bọc được nông thầy ní đo tâm phò ti đập bồn ní xong cua nâng mạch chấp dương từ tam phê vô lì chăm thầy cá dương sắp xa riêng sâu chi mật tò nà sông bạc nông mô tân ni thầy ní chìa thầy đập bồn ca khai ạ sọt chân nam thọc trái sạc Phật thể sạc ra bí phoan pram rai hạ sạc pram trở ngang khai tì đọc môi khai đọc cứ khai tổ lạ chân nam bí phoan đọc môi dương lưng miên ca a nư sư phá ư phô mọc bọt rương hạ bọc bạc chạc bọc ba lạc thê đại chỉ còn rập bọc dù sẽ thấy mà hà sơ bán đại chỉ nhẹ miền trọc sầm bạch tràn miền thôn thiên tràn cài bì quạt bàn bàn sẵn rồi tới quạt có miền còn tạm sức đầy bạch nàng ông bì cả bàn sẵn bọc quạt cứ cài thì cả bàn sơn tới quạt bàn cầu nâng đôi xích dây bạc nà men, bàn tay của mình bàn lấy thả, đam chờ đại quạt bàn sơn nốt chỉ nè, vừa quạt miền cồn có ở tề đài, bị còn tài chi chầm đưa người bay tài phần nóc, đo từ quay đại việt bàn xong và co đôi xích dây bạc nà. Nó dưỡng có miền chân lưu thà à vây đá chìa khẳng khả năng nó chìa nhẹ bắt đầu nơi sốc nơi tục nơi cục bắt đầu nơi à vây đá dưỡng bạc hà nó tạm sạch đầy bình chất sập hiệp bất viên mình bạc khắp hàng chẳng tê còn nơi thà hai bị cháy nơi khả miền bất mình toàn bắt đầu có mình toàn miền tờ nơi khăn ông cao đài bàn cầu mùi hơi mình dù phần bán rộp quân bọc quát của tăng của bàn cầu mùi tiết có thả lọc chùa con đàm thả chìa bà hạ bà con cái chùa thả chìa cho lọc bà vì phụ quát cực hà con chẳng tì ní bàn móc đòi xa quát miên ca thay ra xa đàm chơi chìa mà chắc này trầy nốt hẹt nốt đàm chơi chìa mà chắc này trầy nốt đã quát cực hà miên tê và đà trầy nơi tì nốt nâng vật tiền con đọc quát khai mở con thông tới quạt vật tròn con đòi chùm nón cực tiền bàn tay bụng bạc đi say đọc bó mà hạ bá chì bệ hạ ra hòn trở miên bụng bạc đi say nông tha tranh sang trọc lô tu bây chì trọc sầm bạc miên chùm nôn tràn đại chùm thường kẹt tiền chất nhàng hà cả đói chất đại tố tuân tự đọc nê khảm mẹ mật ai chẳng hàm khuất bàn cô trời lẽ bóng nơi trọc sầm bạch tu bây dịp ôn trọc bàn lì dây thà ta lại biết ta bây ta dương sạp tới bóng tục đôi chị bóng tục đôi chị biết đà phong tục đôi chị bây đà phong nhàng nà cơ đói tu bây dịp ôn dung sạch nhàng nà cơ đói cô trời tự sáng đọc tuông
hỏi mình mang chị bộ cuốn miễn dịch đây trò mà thế tu su nơi thụ rẻ nơi nông phát sát là nơi nâng bạc đồng miễn trục hiệp trò ơn cột rung trang sâm đại nhóm phi quan thạ thụ rẻ nâng vi phát sát là thụ rẻ phần tay lô cất hà lô bố ai chắc cách đại ca sắc xa riêng sâu nơi nhị cài bùi nhị cài phi rư khô ca riêng nơi phát trái bệnh đọc nó vì mình xong nâng xa mặt tập hiệp rồi bằng lô vì bố lô chả hỏi phần tay lô ai bằng tính nơi vị phát sát là thù rẻ bàn là hỏi có thật tu prasama samput ở praong trung trasam đai nơi vipassana thu rẻ praong có trung trasam đai là hô to liê prasam yên trục hiệp mùi lươn ở vikho hoặc sập rút từ căn sọc xê lời ạ chị đai bà sọ bà sạc ca miên tập chất chết là ná bà chú bà tiên nơi vikho đại miên vọt bạc đệ bạc cú chất ti chết là cú chất ti bình chất mùa nông đại đăng ca chi mần đất có bàn tu su lô lộng chắc nhìn môn tương đa đừng ngầm phi sinh đây một lòng là bằng lô khái có ở rất cần biết đầm bấy ấy lô cuông chăm trèo xa nhà bà thê đã mùi được ở khẩu thằng lái của cực hà dương hạt rai tập câu thằng ổn ít nâng quả bấy chăm vào xa bàn đang sức đây sốc phòng mình lục bà đòi phải chạy thằng lái miền chỉ bò bận bà chỉ đa âm nên cứ chỉ sạch đây trẻ ri nâng cao và vật tư hạ bọc thị khổ xoan tương lai có đôi chi bụt bồ đề sát lực lòng cả nọc viên lục rù bệnh nè bàn châu tự chuộc nâng thị khổ tương lai và bà rà nà thì đi ra bất hơn lòng cả thay đã xa nơi chung ngư rồi bọc kỳ khẩu thằng lai lời cực thà ca rù nơi chung mùi nghe chả ấn mà đồ chả ấn nâng miên chung ngư chả ấn hát nế bà lùm chả thằng lai miên lời gặp biết có bây bạp khiêm bạc cả là nà mớ khiêm mê chả khiêm bạc cả là nâng phơ nơi thù nàm nâng thoai đo lùm chả thằng lai chẳng bé dân liền vào vị thầy muốn cùng chát nè nè cứ dân liền vào vị thầy muốn nhận như ai hãy lấy dân an mà tọp tọ tự tiệp tâm phò thì đọc muốn pre mahabal samatien ne sachi cát thự đồng không thay cho và xa bé thê đã hai vị khổ tương lai được vào trọng thì hai xua thả nẹ miên là dụ tương lai nẹ tương lai nâng ai trai miên ni còn lòng tư đòi ê đi dạ bọt phần màn vị khổ tương lai cho lòi bạp thả bò bật lô mê chàng đôi châm rán dương trong tương lai nâng ai còn lòng tư đòi ê đi dạ bọt cực tương buồn bất thế ra nẹ miên là dụng tương lai có ca nốt xong cù rứ dương tương lai mình cù chỉ nhạc bà mạc mình bàn rứ bụng dương tương lai riêng bất cả mặt hàn mà ông phí xâm nạc bà phút đại trung nơi miên bà chân thoa mặt á thả bà phút tương lai một cù nẹ tràn đòi ca uôn an mình ạc nhắn bà ông ở trái hoa bàn tê bố thả bà phút tương lai nốt một cuốn miên áp chia sài lọ tại môi chung phục rồi mang ở trung trái hoa bàn hỏi đại chú mô thả áp bài chẳng buồn đôi chiếc tiết rồi bọc luôn ấy nây một cuốn nẹ bà mạt hỏi nẹ miên là dụng tương lai xôm nẹ tương lai cho chi nẹ mình bà mạt chọc thì khóc tương lai lô bà chắc đôi bà đạch đài tiền nè lại nhớ cư bà thê đạc lô xù thì khóc tương lai chi mùi thề nắng thạc nông thay miếng bây khai cư rật đời chăm bà xa đi ta nẹ tương miên là dụng tương lai nắng ao cực bà tư đòi ê đi dạ bọc bà mạng
ពីការប្រព្រឹត្តនៅព្រមចរិយាធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាគ្រប់ឥរិយាបថទាំងបួនតាំងពីដេកតាំងពីដើរតាំងពីឈរតាំងពីអង្គុយហេតុនោះបានប្រទេរៈលោកថាវ៉ាទូមានត្រៀមប្រដៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាយើងទាំងឡាយនឹងមិនគួរប្រមាទទេព្រោះហេតុអីព្រោះថាយើងនឹងបានរៀននៅព្រះកម្មឋានអំពីសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធ ដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានប្រជញ្ញនៅឡើយយ៉ាងទៀតព្រះពុទ្ធគឺបុគ្គលអ្នកឧទានមិនអាចញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យត្រេកអរបានទេលោកតែបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមានអព្យាស្រ័យល្អប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគុណធម៌សេចក្តីល្អទើបបុគ្គលនោះអាចញ៉ាំងព្រះអង្គនឹងឲ្យត្រេកអរបានចាំបានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅដោយការប្រមាទ បន្តែបន្តពេលវេលាឬក៏ថាបុគ្គលដែលរស់នៅដោយការធ្វើប្រហែសមិនចម្រើននៅកុសលធម៌កប់ទុកក្នុងសម្ដានចិត្តបុគ្គលនោះទោះបីជារស់នៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គមិន មិនមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះបុគ្គលនឹងដែរព្រះអង្គមិនសរសើរបុគ្គលរបៀបនឹងទេនឹងសម្រាប់បុគ្គលអ្នកមានសភាពខ្ជិលច្រអូសទោះបីជាបុគ្គលនឹងទៅអួតទៅអាងទៅអំណះអំណាងថាខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះមួយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងសរសើរអស់ចាយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនត្រេកអរ តែបុគ្គលណាដែលចូលចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌គឺព្រះអង្គមានអព្យាស្រ័យត្រេកអរជាមួយនឹងបុគ្គលនោះហើយលោកសម្ដែងមកខាងក្រោមទៀតជាបាទទូមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះអបាយយ៉ាងបួអបាយយ៉ាងភូមិទាំងបួនមានរូបប្រែតនិរិឆានអសុរកាយនឹងប្រៀបដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងនៃបុគ្គលអ្នកប្រមាទ ជាធម្មតាផ្ទះរបស់យើងយើងចង់ចូលទីណាក៏បានយើងចង់ចេញទីណាក៏បានយើងចង់ដេកយើងចង់ឈរចង់អង្គុយចង់ធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអបាយភូមិទាំងបួនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសម្រាប់បុគ្គលដែលប្រមាថហើយអបាយភូមិចង់ទៅមួយណាក៏បានចង់ទៅរូបក៏បានទៅប្រែក៏បានទៅដេកឆានអសរកាយហ្នឹងក៏បានដែរហើយអាចចូលបានគ្រប់ពេលវេលាទៀត ណ៎អត់មានទ្វារបាំងទេណាអបាយភូមិសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាទហេតុនេះពាក្យទូលមានរបស់លោកនេះគឺចង់បានន័យថាក្នុងរដូវចាំវស្សា3ខែហ្នឹងសូមកុំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលពីមុនមកជាមួយនឹងលោកនឹងមាននៅសេចក្តីប្រមាទ ក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយទូលសួរលោកវិញថាលោកម្ចាស់នឹងដូចម្ល៉េះដែរទៀនព្រះថេរៈអ្នកមានអាយុទាំងឡាយខ្ញុំនឹងឲ្យត្រៃមាសនេះបង្អោនកន្លងទៅដោយអិរិយាបថ3នឹងមិនតម្រេតខ្នងណាលោកបានតែដើរឈរនឹងគង់លោកអត់សឹងទេភិក្ខុទាំងឡាយសាធុសូមលោកម្ចាស់ចូលជាអ្នកមិនប្រមាទចុះ ចក្ខុរបស់មហាបាលពិការកាលព្រះថេរៈមិនឈានចុះកាន់នន្ទ្រានាកាលខែជាដំបងកន្លងទៅហើយរោគក្នុងចក្ខុកោកាតាទឹកភ្នែកហូរចេញអំពីភ្នែកទាំងពីរខាដូចជាតលនៃទឹកទាំងឡាយដែលហូរចេញអំពីឆ្នាំងគ្រប់ លោកបំពេញសមណធម៌រហូតអស់រាត្រីហើយតាអរុណរះឡើងចូលទៅកាន់បន្ទប់ក៏អង្គុយក្នុងវេលាភិក្ខាចារ្យភិក្ខុទាំងឡាយទៅកាន់សំណាក់ព្រះថេរៈប្រាប់ថាបើពិតលោកដ៏ចម្រើននេះជាវេលាភិក្ខាចារ្យព្រះថេរៈពោលថា មនាលអាវុសោទាំងឡាយបាទដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលកាន់បាទនឹងចីវរទៅចុះដូច្នេះហើយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយកាន់បាទនឹងចីវររបស់ខ្លួនចេញទៅភិក្ខុទាំងឡាយឃើញផ្នែកទាំងពីររបស់ព្រះថេរៈមានទឹកហូរចេញទើបសួរថាបើពិតលោកដ៏ចម្រើនរោគនោះដូចម្តេច
trẻ thề ra mình đi là vô sao từng lại cho nó chạc đau thê cho nó bọc nhầm phì khô từng lại bó bất lúc đó châm ra dương từng lại chỉ nhạc đạt phép bàn và qua rần là tục hỏi mình mềm rứng dương có bây pháp đau phép nó trẻ thề ra và bây hỏi nẹ miên ở dụng từng lại bếp xong thăm hơi bằng tọc vì khó tương lai của bạn phạm đường ngốc đọc bếp bếp xa lo bệnh bằng chung từ thoại hơi bếp thế ra cao bằng tọc bệnh không chờ mô ông quý bằng tọc rồi hơi chô từ căn sọc bếp khơi hơi xua thả bộ bất lục đôi chùm rán bạn đưa thả cho chạc đọc này cho bọn lưu mà chả rứ bởi thế ra châm ra anh phơ bà sọ bởi lưu mà chạc đọc châm ra anh khi mà chạc lo bởi hơi bệnh chung tự thoại lưu mà chạc bằng tọa tam cho bọn hơi rứ bởi thế ra châm ra anh phơ bà sọ bởi ở lưu đi dàng nà tự hơi lưu mà chạc trẻ thề ra nơi tại chặt đo tờ tay ưu bà sọc trẻ mà hạ bà ông quý mần tọc nằm bếp kích ngọt không chất hạ dương bình chun bình tử đam bay nền nhàng rô gọi sông học bàn đòi ca mần tọc trăm tay mà đoàn phần nọc từ phai hỏi hết đôi mà đạch nó từ bà rô nơi mần toàn sông học tớp xua thả lô mà chắc đo chùm rán trầy nốt lô mà chắc ông quên mần tọc rước cổ đêm mần tọc trả thay ra bàn ơi nghiệm xông bay bẹt xua tiếp cô mất nỉ dì bẹt cực hạ dưỡng đang tự căn vị hiền mưa lùm nữ rập bọc lô đòi xuân ai đưa cho nó hỏi cô thả ba đứa cho nó xôm lô mà chắc đo chấm ra đi môn tử cho lẽ bóng pra thê ra hỏi tử căn vị hì mơ lùm nơi rồi bóng phê tử mơ lùm nơi rồi bóng pra thê ra khơi tay ti chẳng cầm nâng ti ăn quỳ mình khơi ti đi tự xua thả lô mà chắc đo chấm ra bây nốt lô mà chắc ông quý bằng tọc rứ đi bằng tọc bây thế ra bàn nữ nghiệm bết ông vô tọa tay thà lô mà chắc đôi chùm ra ấn xôm lô mà chắc cùng phơi giảng nốt thôi mà đá xa mà nạ thố cả riêng cai nơi phục lực tư có ai phơi bàn xôm lô mà chắc đi bằng tọc chọc nên cứ chia thành cái đây mùi tiết đại phật chắc có ba là thầy đại lục bàn sama tiên nữ thụ đóng là sama tiên nữ lê sạch trị các thụ đóng từ lục ấp sang tề thụ đóng nắng và ở đây dạ bật đại bày chớ cuốn hai đằng đà hàm khoát để đèn nơi kể giả rằng nơi không khả nốt rô cổ bàn khát đào nơi không này rồi bọc lô đòi ca một bàn sân cổ quần ọt ngồi ngồi dếp của con là chắc khai đầm bồn nơi không khả nốt cổ bệt bàn riêng trọng thầm ai lô bàn tọc bàn tay lô mình bàn tọc đòi ca sân bàn tọc thì cứ lô sốc chật cuông bàn tọc nắm tam cho một bàn tay dương cuông bàn tọc nắm cho bạch nắm cho tới vi hi trên màu bình hóa nhiều ở từ thằng không thì bài quạt xạ xua nâng quạt miền dịch đầy ngưng cho ruột nam quạt của cái đó quạt cực hà quạt lò nam đấy bàn tọc trăm tay mà đòn tê từ thằng chì hời bàn tay chung ngư được bao thể đó tới chỉ mình chì quật ngon chẳng bằng quật bằng thần tì vò tì hàm rồi tự quật mơ rồi tì lầm lơ rồi bằng lốt khơi cho tì cuông cho đừng tì cuông ngon quây tì đa chẳng tròm chẳng tới viên mình khơi tì còn lại chẳng lạp lột xăng
chẳng hay quạt bàn cất tha bất thề đạn bảo hệ chìa mình bàn mình tọt nằm đào cả sân tê xu nhờ nhờ tới bất thề đạn tới xìm là lúc ạ thoại tham mạch chê xu là lúc chắc nâng cùng tọt nằm rưu có sân mình tọt nằm lúc ạ thoại tham mạch lúc nữ xìm chẳng tới bàn quạt bạp thầy đã thà thò một đá sẵn mà đã thò ca riêng cài cực cực tới có ai cực bàn là ca riêng cài bỏ dương cực trôm hỏi mình ai cực cực nơi sẵn đã thò bàn tê đôi cả nạp con cha ấy chẳng cả nà dương trong thật xa thò dương trong riêng sâu thò nằm bây giờ chạy đăng tráng rồi có cực cực trôm chạy dạ thò là môi tới cứ là phải riêng cài bỏ dương mình cầm làng cài bồn ớt miền ạp biệt chẳng hạn chẳng cực cực đấy cả nà để riêng cài bỏ dương khoa lờ vầy nà mối việt phụ ở cài bỏ dương heo hoặc kinh thồn chẳng hạn ớt chạy đầy nâng cư vi heo á cư bận ai sạch xa riêng sâu thọ ai nâng bàn tề chẳng hãi bàn chì lực rụt bè nâng quạt xông ớt bà thề ạ nâng sân mặt tọa thân nàm tư bà chạc khô ba bạc xa nâng cà rạch chạc hài bà thề ạ chá lòi thà tư chông nẹ miên ảy dục át ma nâng bạc xa mưu sân hào y tư nâng đầng có nông tì nụ mân miên nhiệt xa lô hật thà rộp bọc bà thề ạ tê lô nâng có bây bạc xa nâng lần nà tư xôn bây giang nước của tao lô có bạc xa nâng cà rạch chạc hài thà nè ba lì tạc đo miên ảy dục nẹ châu tha mộc mớ nẹ nâng khơi đo chạc khốc rư nâng khơi đo phạc quốc sạc sạc nạ bốc nông song xa rà vọt đại biên ti mầm phốt đại lần nà tam tư đăng mệnh bàn cá kẻ nâng đi rộp khuôn ấy đại chỉ nhạc miên lại khoác mệnh bàn hỏi bà phút tiền lai có còn lòng từ tràn rời tràn quần quần ẩn hơi nông bà phút tiền nút bà phút xông bay tại môi bà ẩn có còn lọt đăng mình bàn nè bàn chọn chất túc nông ca ý lời đi anh thả nâng mình đi rồi hốt bỏ ca bây thầy thẳng nông là tự liền đi hết được chất nông chạc khô rộp bọc nẹ, vị nẹ, hơi có bạch lê, có đòi chọc nẹ châu trở trung, tay bạch phút thư sạc sạc chọc công khơi đó chạc khô lời cá phô tu miên phu tật cài, tam phía sật phía tha, chẳng nịch hạ chạc khô tương lai đại lô rộp, hai tha chia rộp bọc luôn, châu sạp xôn tật chọc trò chuyện tương lai đại lục rộp hơi tha chia rồi bọc luôn cho sạp xôn chọc riêng cái của tôi khi này đại lục rộp hơi tha chia rồi bọc luôn cho sạp xôn tự chọc xôn bây giờ vẹn dù vẹn tôi nâng ở vẹn dù vẹn thông à vẹn dù vẹn á sai nâng ở vẹn dù vẹn xôn bây chẳng khóc đại á sai hơi nơi cài đi cho sạp xôn tự chọc mình điên bà đi tạc trú hai tạ vấy tương nẹ phở mạng chạc khổ tương lai đại lương rộp hơi tha chia rộp bọc luôn cho trom kri chốc trò chị tương lai đại lương rộp hơi tha chia rộp bọc luôn cho trom kri chốc cái của tôi kri tài đại lương rộp hơi tha chia rộp bọc luôn cho trom kri chốc hà vẹ dù vẹ tôi không thật ngọt đại là ác rây nơi cài đi cho cọng kia tự chọc mình yêu ba lý tạc pru hai đôi bà đạch tư bàn trò mạc chắc khổ tương lai đại lô gọp hai thà chia rồi bọc luôn cho bài kia tự chọc rồi chia tương lai đại lô gọp hai thà chia rồi bọc luôn cho bài kia tự chọc rút của tôi kia dạng nước tự chọc xôn bây giờ vẹn tôi không chẳng ốc đây là sai cài đi có cho bạch về tự chọc nếu bà lý tạc rút hai tạc vấy từ lưu phở mạng
Này cứ bà thê rạc lộp tu miên cả rạch cái cứ cái rồi bọc luôn lộp nâng ai như đại biên sạc xăm thì rạc bạc thả vây à bao tê chô vi dô cứ nâng nông ca nông sạch nhiệt rồi bọc lộp xâm rạp lộp bạc xá cứ mần miên thì cả đẹp bẹt bằng tôn lộp hỏi lộp sân bằng tọc lắm cứ lộp chăm bạc xá sân cứ bạc xá cho mùi nâng cái rồi bọc luôn ai tu miên khuôn ai hoặc miên sạch nhiệt tệ từ lâu tu miên khuôn ai chẳng mách tha tha ta lý tạc đò miên ở dụ mẹ ấy nhưng tha mà mơ tha tha chẳng mách tha chạc khâu rồi bọn này ai nhưng nâng trọc quật sạc mà nâng bạn ấy tha mùi na bảo xa chiêng ba được song song xa rồi vọt đàm biên tìm một phần của cô rộp phở mà nâng bà nó cứ hôm nay chỉ được bóng nhẹ nâng khoảng rộp nó không nâng hãy đẹp phút cần đoàn từ chỉ tràn ra ông rộp rồi ông rộp quần ông hai cứ bà ông mình ai cầm nọt đăng nâng tìm một phật lấy xong xa rồi vọt bàn thế bà ông còn tại ai không kể ra việc hiệp bởi chứ này nẹ cô tại khơi đó bà Phật Thật Sát Sá rồi có khơi đó này bà rồi bọc nẹ hay nẹ bàn thua túc không chất bàn xong thì ra không chất bà rồi bọc nẹ thà không là đầu tiên bày khai ní nẹ nâng mình sợ bà ấy lời nẹ tự lập một quýnh bàn ấy thà nẹ nâng cơ bọt tiện xoan đi dạ nâng cơ bọt kha xoan đi dạ bà nẹ bàn ở thực hành tục nông chất bà hạt ấy bàn chia bà thề ạ nâng lột sốc chất thôi nè cơ đây là chuyện cơ đây xông bây thà riêng thai xông bây ta ở vẹn dạ vẹn tôi thông xông bây ta ở vẹn dạ vẹn tay là say nâng ở vẹn dạ vẹn rồi bọn lột nâng có châu vì nhiên châu sạp dồn tới chấp còn tái lúc mình đẹp bóng nữ gặp Phật Sát Sá lời nè, tạm cạp Phật tứ riêng cái rồi bóng dương ní còn tại chìa rồi bóng chạy kê tại bóng nốt mình bán chìa rồi bóng đài dương trời dược mơ phá bạc hồ tê tụ bây chì chạc rộng kìa tư dạng ná cô Phật Phật tứ tạm sập hiệp nây thua mẹ chiết nây sập hiệp vẹn thua tình lại còn tại tư đại đô sống khăn nốt đại bà thê ra lột tù miền khuôn ai nơi không tì ní cư ca thưa nơi tì bẩm hốt nơi bà sạp sạ nì nhạc cho công phở mạt nâng cư bà thê ra lột miền bà thê ra lột miền ca trẻ ri chàng đi quân chàng sạp đạp báo miền cho lại nà đấy mà đồng nắng bẹt chọc chia bà phèm hà bà bà thê ra ao dạ vạt đo khuôn ai đo kiệt hà bây kiệt hà dạng lê hỏi bàn ông quý thơ nạp thục cảm bần tọc này hỏi tư chô tư căn sọc đạm bây bần bàn bà thê hỏi xua thà lô mê chắc đo chùm ra ấn lô mê chắc thơ nạp thục cảm hỏi rứ bà thê ra à ô ba sọc bẹt giang na đáy lùm chát bà thê ra nơi tài chát đo bờ đáy lùm bà sọc bẹt lô bà chát ông quê mần tọc rưu sân mần tọc bà thê ra ba nơi xuyên xung bây bẹt xua tiết có mân ý dây ở vầy thằng ọc khả nạ nô bẹt bô lưng lô khà lô bà chát đo chăm ra ấn lô mà chắc mình thưa nơi sạch đây sạch bài chắc đã ấm ông phí này đi từ xong bây lô mà chắc công phô lao y thả bếp mô ảy nông xlo bê hơi đo hơi đo lạc mà xong bây khi mà chắc có nâng mình phô thả ác mà anh xlo bê bởi kiến lộ bà thê ra bài thuê chạc khốc trông nâng ca xâm rạch trẻ hạ rạ hạt bà thê ra trở về bà thả chốc chia bà lời tờ lọc tờ can bì hìa trẻ rì thả xa mà nạ xung bây bà kì bà thả chốc chia bà lời nạ ấy công lẹ bong ê đi à bọt chào nà xa mà nạ
hơi tu miên khuôn đòi kia tha nít tha Nghĩa ba lý tạc, nẹ trâu bê kê bà kê hơi tha, chọc chia ba nẹ tiết hơi Nẹ tiên châm phúc mạch cho riêng Prú hai đa vấy, tơ nâu bà má tiết Đôi chân này hơi, bọc bình xạ mà nạ thò Lôm đáp nô, lúc mạch cho mạch dìm còn lòng tơ hơi Tiếng chạc khóc, tiếng kệ lê rộng bọc lô cổ bài trồng khỉa Mình muốn, mình cởi chiến khỉa Lô chi bệ hạ rộng hôn sốc hạ vi phát sở tạ Hói cổ châu tự cung không bằng tục Lại như cư Chia sự cái đây đại bệnh chục chi bà và thê ra Đòi Lô mình trồng thưa nơi nạc thọc cầm đòi ta sân mình tọc Tại vì chụp chìa bà hơi kì tha tiết Kì tha dàng bách, kì tha lùm chà đo cho bà ấn Lô mình thưa thịt đây sợ bà ấy tại khuôn lô tiên Thầy chạp đàn bị thay như tới lô cục tô thà Khi ông còn là nâng Bàn lô bê chỉ nhạc chìa bà lô bạch chà Hãy khiêm cả ná nâng của mình thì dây thay khiêm cả ná nâng chia ba lô mà chạy đây Quạt bố hàm quạt đi thì ăn chân Khánh lô tầm nâng nâng sọc sai tới kháng kà ư thà Cụ bệ nâng chia ba chung ngư bà thê đạm mình chỉ Vì sao ở thịt bố rồi bọc quạt Chẳng tới bà thê đạm lô Có trân nơi khiêm tam xong cu Chẳng tới bà lọc mà quánh Lúc tu miên tuyên tụi đại khuôn ai Nẹ nâng trực bệnh bọc bóng chào hơi Nẹ trực bệnh chọc chia ba hơi Nêu xạ mà nạ Hẹt nung nẹ cùng lẹ bóng ế giả mật Giang tiết Kà lẹ bệnh lẹ bóng nẹ hơi nung Nẹ tiên tay Trừ sạch đầy xa lập Cho một khẩu sống cọt tệ Nẹ tiên chụp phụ mạch chả đi Nâng cư ba nây thả Nẹ nâng cuôn tệ xa lập Trừ tệ xa lập Chẳng hai nhạc công phẩm bà Vì hai lô không Rộp rớt nơi xa mạng thù hò tứ Mạch xa mạng dìm còn lòng tứ Tiên chạc khổ tiên phê Nhật bọn lô ứng cô Bạn bạch lì Đọc ná lần kì Nà Đồng nàng khía bàn đây tha kể lấy rồi bọn lô cưng cổ ọ Thế này lô cưng cổ bài cư bài đồng nàng khía Lô cổ cho lô cưng hương bản tục Vua kì khô nâng nẹ sọc Thế đi ở tùm lúc bòm rong trẻ thê ra Nà prê ả rà hòn tạ sục hạ vi pa sạc cạ nâng Cư lô bàn xâm rạch tự chia prê ả rà hòn đáy phần tay lô cổ kể lấy Lô quạt bàn vị chia bây thì lô quạt bàn Nè áp hình yêu của môi thì Nè lô quạt chạy học chạy hào chạy thầm bay rất ấy vô Lô quạt bàn vị chia bây thằng áp hình yêu của môi thì Cô nè thà lô quạt kể lệ Rinh smooth kể lệ lô quạt bạch lê thật lại bây đọc thì Bàn đây thà lô quạt lô nguồn đọc bàn Phần tay có thể đạc phát lô Bàn có thể xăm vị chia buôn Cứ kron để lô bán xong rạch tới chi vật đầy xa mật tiết bốn tập rạch bày đọc thẳng bày nâng ở trong bạch riêng này Tại sao khám vi phát sắc cạp rạch ra hòn đến trong bạch trời tới riêng Vì bố lô ọt nghe được bạch đi xay Trong khám bạch lê lưu tập rạch bày đọc Áp hình yêu của môi rồi không phải chia bày ấy nâng cứ ọt miền tế Cứ lô bán trâm tay mà ta ọt kể lạch tế Thiếp chia bật hồi tuân ọt chê Giảng ná cứ lô ọt chê hình chân bạc Bạp dù lấy bản năng Bố bì khó nâng nẹ trọc thần nế tùm nộp mùm rong trẻ thê ra Nông về lìa phật khá chả Bì khó thằng lái tư prap thả Bó bất lô bà chá đo chùm rán Về lìa nếch chia về lìa phật khá chả Trẻ thê ra Nẹ miên ở dụng thằng lái đo về lìa hỏi rứ Thì khó tiếng lại, cả đợt nà lùm chàng đôi chùm ra ấn Trẻ thề rạc, ba đứa chân lông Lùm tiếng lại cho tớ chọc Thì khó tiếng lại, bó bất lùm chàng đôi chùm ra ấn Chóng lùm chàng Trẻ thề rạc, mà nế là vô sao tiếng lại Này, rồi bọc nhóm bài thề hai
ភិក្ខុទាំងឡាយក្រឡេកមើលផ្នែករបស់លោកហើយជាអ្នកមានផ្នែកពេញទៅដោយទឹកភ្នែកលោកនោមព្រះថេរៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកកុំព្រួយបារម្ភឡើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយនឹងបដិបត្តិនឹងបដិបត្តិលោក ដូច្នេះហើយធ្វើវត្តតូចនិងវត្តធំដែលខ្លួនគួរធ្វើស្រេចហើយចូលទៅកាន់ស្រុកពួកមនុស្សមិនឃើញព្រះថេរៈសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយទៅខាងណាដឹងដំណឹងនោះហើយបញ្ជូនបបរទៅមុនហើយកាន់យើងបិណ្ឌបាតទៅខ្លួនឯង ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយស្រែកយំបំរះនាងទៀបទីចិត្តនៃព្រះបាទរបស់ព្រះថេរៈលួងលោមថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់គុំព្រួយបារម្ភឡើយខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងធានាបម្រើលោកម្ចាស់ហើយត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញតាំងពីនោះមកគេក៏បញ្ជូនបបរនិងផាត់ទៅថ្វាយឯវិហារជានិច្ច ចំណែកព្រះថេរៈក៏ឲ្យអាវាទិខុហុកសម្រូបកាលពីនេះជានិច្ចភិក្ខុទាំងឡាយតាំងនៅក្នុងអាវាទរបស់លោកលុះចិត្តថ្ងៃបវារណាក៏សម្រេចព្រះអរហត្តព្រមទាំងបដិសម្ភិទាគ្រប់រូបណាសូមអនុមោទនាត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះថេរៈលោកបែកជាយនៅចក្ខុរបស់លោកទៅ ព្រលឹមឡើងស្រាងស្រាងដល់វេលាភិក្ខាចារវេលាភិក្ខាចារនឹងយល់ហើយគ្រប់អង្គណាអត់យល់ពាក្យភិក្ខាចារដល់វេលាដែលត្រូវនិមន្តដាក់បិណ្ឌបាតណាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក៏បានទៅគោះទ្វារលោកទៅនិមន្តលោកជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែលើកនេះគឺប្រទេសដាក់លោកអត់បានទៅទេភិក្ខុទាំងឡាយឆ្ងល់សួរដឹងរឿងរ៉ាវបើទ្វារទៅឃើញ ផ្នែករបស់លោកដែលមានទឹកផ្នែកហូរហាមមានផ្នែកបែកធូលីយ៉ាងនេះក៏ពលលោកលោកថាខ្ញុំកណ្ដាលទាំងឡាយនឹងបដិបត្តិចំពោះលោកនៅវត្តតូចនិងវត្តធំគឺការបំរើលោកនឹងឯងវត្តតូចនិងវត្តធំនឹងណាមានការបំរើដោយទឹកដៅទឹកត្រជាក់បោកគក់ស្បង់ជីពើជូតគាត់ជូតអីទៅទេលោកឬក៏ មានការបម្រើលោកផ្សេងផ្សេងទៀតណាទៅតាមសំគួរដល់វិន័យនឹងឯងគឺជាវត្តតូចវត្តធំដែលត្រូវធ្វើចំពោះលោកណាស្ដាប់ឧបាទរបស់លោកហើយទៅកាន់ស្រុកបិណ្ឌបាទទៅឧបាសកបាទិកាមិនបានឃើញព្រះថេរៈសួរថាព្រះថេរៈរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលទាំងឡាយហ្នឹងទៅណា ក៏បានដឹងតំដឹងពីភិក្ខុទាំងឡាយរួចទៅនាំគ្នាបញ្ជូនបបរទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដាំបាយទៅខាងក្រោយណារួចទៅក៏បានទៅចូលគាល់ព្រះថេរៈហើយក៏បាននាំគ្នាទួញយំសោកសៅណាសោកស្ដាយចំពោះព្រះថេរៈហ្នឹងហើយក៏ធានារ៉ាប់រងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមលោកមិនឲ្យលោកម្ចាស់នឹងបារម្ភដោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឬក៏បច្ច័យទាំងឡាយ 4 ទេនឹងចិញ្ចឹមលោកជានិច្ចរហូតចឹងទៅព្រះថេរៈក៏បានរស់នៅទីនោះយ៉ាងសប្បាយសនុកសុខស្រួលណាស្វ័យបិទ្ធិចក្ខុបែកព្រីមែនក៏ប៉ុន្តែបានការរួចផុតចាកកិលេសព្រមទាំងព្រានប្រដៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ 60 អង្គហ្នឹងក្នុងខាងនោះថ្ងៃបវារណាជិតដល់ថ្ងៃបវារណាភិក្ខុទាំងឡាយ 60 អង្គហ្នឹងក៏បានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទៅជាព្រះអរហន្តដែរមួយលើដោយបដិសម្ភិទាណាបដិសម្ភិទាមាន 4 ណាអត្ថបដិសម្ភិទាធម្មបដិសម្ភិទាបដិធានបដិសម្ភិទាហើយនឹងអនិរុទ្ធបដិសម្ភិទាក៏បានសម្រេចដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងទៅចំណែកព្រះថេរៈនឹងបានត្រឹមតែសុខវិបស្សកៈទេហើយភិក្ខុទាំងឡាយលោកបែកគ្លីក្នុងធម៌ក្នុងអត្ថក្នុងបដិធានឬក៏ក្នុងនិរុទ្ធិគឺភាសាណាបុគ្គលចាស់ណាលោកបែកគ្លីក្នុងភាសាបានន័យថាលោកចេះគ្រប់ភាសាភាសាអីក៏លោកចេះដែរ
chỉ hoa tha lục chỉ chun chít khăm ai dương chẳng tới về để bàn bà đệ sam bì thi cứ nửa rốt tập bà đệ sam bì thi nâng cứ lục chết trục phía xa thằng ngọt phía xa bà đệ chấp con bà răng ông lê cứ lục chết thằng ngọt chẳng hai bàn thì thà dương cua thầy riêng đái chẳng phụ phía xa ấy nâng dương riêng tới đọc bê tờ nàng cốt xâm lại từ chia phía ra hắn nâng chết trục phía xa bàn tay về dương ọt riêng dương ọt chết tờ nàng cốt dương ọt ai bạch phía chi xa nâng bà nè chẳng tới dương bàn xâm lại chia phía ra hắn bàn tay mình bàn chia nì rút tập bà đệ xâm bị tì nà mình bàn chia bà đệ xâm bị tì buồn chẳng tới dương cua thầy riêng trục phía xa thằng ọt bà đệ sam bị tia nâng cư ca bay thuê chấm phu nà bà đệ trai thà chấm phu sam bị tia trai thà prom thị tẹt trai thà bay thuê nà bay thuê prom chấm phu cư bay thuê nơi ắt nơi thoa nơi bà đệ thiên hay nâng phía xa nâng ai vì biên này trời tiên á tua bị khó từ qua prasasada có ai bị khó chẳng lại chân ngờ xa hỏi prasma nâng qua prasasada sơ pra prasera tha bó bất lô mạch chá đôi châm ra ấn thuộc nhóm cả rần na chẳng lại prasma nâng qua prasasada prasera ban prap bạn sẽ đạp biệt ra bóc thì khổ tương lai hơi cực hà dương chìa một nốt tục của lực hiệp hơi nóng chân đọc này lâu miền trầy đại là một nốt khẳng cặp cao bà anh tư cho mùi nâng thì khổ tương lai thì khổ tương lai nâng lùm bà nâng bật ai đạm bay bà nơi phật hà anh nâng bật chôn thì khổ tương lai tự mừng lùm nạp nốt bà thê rạng cổ bố nâng phì khổ thằng nốt hà mùa nê la vô sao thằng lái nẹ thằng lái tư môn chọc phì khổ thằng lái bò bất lô mạch chá đo chăm rán cho lô mạch chá bà thê rạng thêm cả rà nà chỉ nẹ tục bố lập hiệp hai mình trăm tay phần lọc đồng bây không chân lọc lời chia phật tích cứ ạc mà nụ khăn cặp hời ca bà nhóm tư chìa mùi nâng lột thường lai nâng lục bạc thường ọc ọng lột thường lai cho từ mần chọc công phơ giang đi lời lùm chắc phuộc nhóm cả rà nà thường lai nâng tư prom chìa mùi nâng lùm chắc trác thề rạc mình đi làm vô sao thằng lại lô thằng lại công pinh chất dàng đi lời ca ba được chọc ca mình sợ bài đừng miên đọc nhầm và ôn trọng rồi bọc nhầm khơi lô thằng lại hỏi phương đường xù ca ba được chọc lô thằng lại có bây trạp ca này chạc khô rồi bọc nhầm sạp xôn hỏi đọc kì kê cung nâng bình chun lờ na màu căn sầm nạ đọc bọc nhầm nhóm nâng tư chỉ mùi kỳ lúc thằng lái cho thoại bằng cung bạc tu sụp phùl nâng ạ xoay tệ mà hà thề ra tam biệt là bọc nhóm đôi chân này hỏi có bằng chôn thì khổ thằng nông tư thay cho chanh và xá thì khổ thằng lái miên rạc nà cho qua bạc sầm á xăm phút đòi cả nâng cửa lực chẳng phụ bạc bà rộng sạc đà chỉ bạc khu dạng này hỏi có bàn bọc bùa bạc thề đạc từ bàn tay bạc thề đạc lục mình từ kế đòi nó khơi thả lục tục bùa lục hiệp tục bùa lục hiệp nâng bàn tay thả lục nâng miên chủng ngư miên đẳng cắt miên này nâng mình pro cả đấy đòi này nâng trời khoảng tử thì lục chẳng phóng tạm đoàn lớn miên hạ mà đúng chẳng tới ba sân chỉ bị khổ thằng lại nôm đô cực hôn nâng lục bạc đòi cực hà lục bạc đòi chẳng hạn đó chẳng tới cô bình chung thì khô thằng lại ở từ thì khô thằng lại ở prom tư tê hai dân gọi thằng ọc nìa nhưng cơ nà mình prom tư tê tới cơ thể đó lục miên thay đạc đề ca thà ba nẹ thằng lại nơi tay chẩm tròn tiết cứ thưa ơi thêm cơ nà nâng mình chỉ sốc sắp bài hơi chẳng tới bán chi thì khô thằng lại nâng có sốc chất nâng vì môn tư lô cục đam tha
Khi ông miên phá ôn trọc, khi ông tê đá kia khơi nhạc thằng là hãy nâng xua rồi khi ông tê lại đăng tầm năng hói tì cuốc tay bình chung là nà mà nè ai màu thành thần nạc khi ông nâng tới cho môi nắng nẹ nông hời rớt có bình chung thì khó thằng lại tư cuốc bì khó pháp tầm năng đo phá ôn trọng rồi bọc bà thê ra bì khó thằng lại thầm áp tốt bà thê ra hói cho tư căng thang nông xa rộp ผู้มนุษย์นิมนต์ឲ្យគង់ខ្វាយទឹកថាហើយសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងនិមន្តទៅទីណាឬភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាអើឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយពួកអាត្មាចង់គាល់ព្រះសាស្តាពួកឧបាសកឧបាសិកាអង្វរច្រើនដងហើយនឹងការពេញចិត្តក្នុងការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងទៅឲ្យទាល់តែបានទើបតាមទៅហើយសឹកសួលត្រឡប់មកវិញចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយទៅដល់វត្តចិត្តពុនដោយលោកឡាប់ថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តានិងមហាថេរៈទាំងឡាយតាមពាក្យរបស់ព្រះថេរៈហើយលុះព្រឹកឡើងចូលទៅកាន់ថ្នល់ដែលប្អូនប្រុសរបស់ព្រះថេរៈអាស្រ័យនៅដើម្បីបណ្ដាក្ដុំ២ចាំភិក្ខុទាំងឡាយបាននិមន្តឲ្យគង់ធ្វើបដិសន្ធារៈហើយសួរថាព្រះថេរៈជាបងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅទីណាលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ដំណឹងនោះដល់ក្ដុំ២ក្ដុំ២ស្រែកយំបំរះនាលនៅទៀបទីចិត្តបាទតមូលរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឥឡូវនេះគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបល្អបញ្ជូនសាមណេរជាក្មួយប្រុសទៅទទួលព្រះថេរៈភិក្ខុទាំងឡាយព្រះថេរៈត្រូវការឲ្យនរណាមួយទៅអំពីទីនេះក្នុងកាលនៃបរិសនោះទៅដល់ហើយលោកនឹងមកជាមួយគេក្ដុំ២បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនបរិសនេះជាក្មួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះបាលិតៈសូមលោកទាំងឡាយចូលបញ្ជូនបរិសឈ្មោះបាលិតៈនេះទៅចុះភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ជូនទៅយ៉ាងនេះមិនបានព្រោះអន្តរាយក្នុងចន្លោះនៃផ្លូវមានត្រូវឲ្យបួសហើយសឹមទៅទើបនឹងគួរក្ដុំ២បបិទ្ធលោកដល់ចម្រើនសូមលោកទាំងឡាយចូលធ្វើយ៉ាងនោះចុះបញ្ជូនទៅចុះសូមលោកទាំងឡាយចូលធ្វើយ៉ាងនោះហើយបញ្ជូនទៅចុះគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យគេបួសហើយបង្ហាត់ឲ្យសិក្សានៅវត្តបដិបត្តិមានទទួលជីវរជាដើមអស់កន្លះខែហើយប្រាប់ផ្លូវឲ្យហើយបញ្ជូនទៅសាមណេរទៅដល់ស្រុកនោះដោយលំដាប់ឃើញបុរសចាស់ម្នាក់ទៀតទៀតនៃស្រុកទើបសួរថាវិហារដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យស្រុកនេះមានឬទេបរិសចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនមានសាមណេរលោកម្ចាស់អង្គណាគួងក្នុងវិហារនោះបរិសចាស់ព្រះថេរៈឈ្មោះបាលៈលោកម្ចាស់សាមណេរសូមញោមប្រាប់ផ្លូវដល់អាត្មាភាពបន្តិចបរិសចាស់លោកម្ចាស់ជាណាសាមណេរអាត្មាភាពជាក្មួយរបស់ព្រះថេរៈសាមណេរបបួលព្រះមហាថេរៈត្រឡប់ទៅវិញខណៈនោះបរិសចាស់នោះនាំសាមណេរទៅកាន់វិហារសាមណេរក៏ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយធ្វើវត្តបដិបត្តិបំរើព្រះថេរៈដោយល្អអស់កន្លះខែហើយប្រាប់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើន
đồng phí chìa ông rà bọc nhông trời ca ai lùm chá trà lọc tử vinh xôm lùm chá tử chì mùi nhông chọc trẻ thị rạ bồ thà ba đứa chân lô chô chạp chông chư trọt rà bọc dương chọc xàm đế chạp chông chư trọt chô tử can sọc chì mùi nâng trẻ thị rạ bộ mô nhìn môn ai cuồng hai xu thả bộ bất lộm chắc đôi chùm rán lộm chắc nâng nhìn môn tứ thi nàn trẻ thề rạc chá lai thả ưu ba sọc ưu ba sĩ ca từng lại ác mà nâng nhìn môn tứ thoai bằng cung trẻ sát sát đà bộ mô nô tiếng nô hồng vô đôi cầu ca xê xê ca mật bán xong đôi cầm nón có chun trẻ thề rạc tứ tam tư bán tẹt con đà lấy hai nôm niêu sắc xua trở lọt màu quỳnh nà trong cái này nhé cư cơ đồng phí lại chụp ồn nà bán cười thì khổ thằng lại